Chào các bạn, đây là Cát Hải. Hôm trước mình có đọc được một cái tin, đó là VinFast muốn khởi công xây dựng nhà máy ở trong Hà Tĩnh. Thì thật ra đọc được cái tin đấy mình khá là thắc mắc, tại vì là mình biết là đất tại Cát Hải của VinFast còn khá là nhiều. Ngoài cái diện tích đất mà họ đã triển khai xây dựng các cái tổ hợp nhà máy ô tô, thì diện tích đất ngoài cái khu đó của VinFast họ nhận ở Cát Hải còn khá là nhiều. Như trên màn hình các bạn nhìn thấy ấy, cái các bạn có nhìn thấy là cái bờ tường sơn màu xanh đỏ ấy kìa. Đó. Thì bên trong đó là diện tích của VinFast họ đã được quyền sử dụng và đã thu hồi đất của người dân Cát Hải để phục vụ mục đích của mình. Thì đa số là các bạn nhìn thấy những cái phần đất mà có nước và có màu xanh của kiểu như rêu của những cây cỏ nhỏ ấy, thì đó là đất ruộng và đất và ao hồ được VinFast đền bù và thu lại của người dân. Đó. Hiện tại thì đất của VinFast ở ngoài này, như các bạn nhìn thấy, cái tường bao của VinFast khá là dài. Đó. Và cái diện tích đất họ chưa đã thuộc sở hữu của họ rồi, nhưng mà họ chưa xây dựng còn khá là nhiều. Thì không hiểu sao là họ vẫn muốn xây thêm nhà máy tại Hà Tĩnh. Thì cái đó là mình khá là thắc mắc. Ngoài cái diện tích đất họ đang xây tường bao kia, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái diện tích đất của VinFast được xen kẽ bởi các cái khu dân cư. Mà các cái khu dân cư này thì đã trong cái quy hoạch, cái lộ trình đó là giải tỏa và chuyển lên cái khu tái định cư phía mà bạn nào ngày xưa đi sang Cát Hải hay đi phà ấy, thì sẽ biết cái khu tái định cư này nó ở gần cái đầu phà cũ ấy. Đó. Lúc đó thì cái diện tích đất của VinFast sẽ liền mạch hơn và rộng hơn rất là nhiều. Mình khá là thắc mắc diện tích của VinFast ngoài Cát Hải, ngoài cái diện tích đã xây dựng rồi thì còn khá là rộng, một cái diện tích mà họ vẫn chưa thò đến, chưa khởi công, chưa làm gì cả. Đó. Mà ngay cả cái khu tổ hợp ô tô VinFast đã khởi công xây dựng rồi ấy, bên trong đất này các bạn nhìn thấy không? Cái khu đất trống kia còn khá là nhiều đúng không? Ở trên cái khung hình này các bạn có thể nhìn thấy là nhà máy ô tô VinFast nó rất là dài, nó rất là rộng. Nó mình lia máy phải đến mấy giây thì mới hết được cái diện tích mà họ đã xây dựng rồi ấy. Tổ hợp nhà máy ô tô trải dài từ ngoài biển cho đến vào sâu trong đảo. Thể nhìn thấy cả cái khu dân cư nằm sát và nằm xen kẽ cái diện tích của VinFast. Phải nói là cái tường bao của VinFast khá là dài. Quay sang đến phía này, mọi người có thể nhìn thấy cái nhà điều hành hình tròn của VinFast. Đó, còn bên thẳng đây, có cái chỗ ô tô tải đang chạy ấy, là cầu Tân Vũ Lạch Huyện, đường xuống. Còn xa xa kia, cái đất trống, đất bồi kia, thì theo mình biết đó là cái diện tích đất mà tập đoàn Sun Group cũng lấy rồi, mà hiện tại đang bị ngập nước, đó là do thủy triều lên cao. Thì đất ở đây sẽ bị ngập nước. Ở đây chúng ta có thể nhìn rõ được thêm cả cái khu
ở của VinFast dành cho công nhân, gồm hai tòa nhà, cái chỗ mà có nhiều ô lỗ kìa mọi người đó. Nếu mà so với lượng công nhân làm ở VinFast mà ở đây thì chắc là không chứa hết đâu.